chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của 24 giờ chuyển động hôm nay Thảo xin gửi lời chào mừng cùng lời cảm ơn đến quý thính giả đã chọn nghe chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Dân thưa quý vị, việc mang thai ở tuổi vị thành niên sẽ để lại những hậu quả khôn lường không chỉ cho các bà mẹ mà cả con của họ. Vấn nạn nhất nhối này sẽ được chúng tôi chia sẻ bình luận sâu hơn trong tiểu mục nóng trên mặt báo hôm nay. Còn ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần tin nóng. Tin nóng Thưa quý vị, Đồng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã tiếp nhận và đưa ngư dân Bùi Minh Dấn, 34 tuổi, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền chiên tàu ngờ 90938 đến Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bình Định cấp cứu kịp thời. Trước đó, tàu cá quy ngờ 90938 đang công mực trên biển. Trên tàu có 42 ngư dân tàu cho ông Bùi Lành, 54 tuổi, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm chủ tàu, kim thuyền trưởng. Xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Khi tàu đang đánh bắt hải sản cách bờ biển Mũi Sa Quỳnh khoảng 77 hải lý về hướng đông đông nam, thì thuyền viên Bùi Minh Chấn bị đau bụng dữ dội, sốt, không ăn uống được. Thuyền trưởng đưa vào bờ cấp cứu. Sau khi tàu cá Quy Ngự 90938 đưa thuyền viên về đến trạm kiểm soát biên phòng mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và quân y Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận khám sức khỏe ban đầu, đưa bệnh nhân đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Hớn Quản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra vụ chết người xảy ra ở xã Tân Hưng. Nạn nhân là ông Dt tên độc tác 87 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Tại hiện trường, trên bàn đá cạnh nơi nạn nhân gục xuống có một khẩu súng hơi. Khẩu súng này được xác định là của anh VS, tên độc tác 36 tuổi, cháu ngoại của ông T. Anh S khai lấy súng chuẩn bị đi bắn chim. Do quên mang theo đèn pin nên để súng trên bàn đá rồi chạy vào nhà tìm. Khi đang tìm đèn pin thì bên ngoài xảy ra chuyện. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ trộm hơn 100 lượng vàng xảy ra tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh mà 24 giờ chuyển động đã đưa tin, ngày 17 tháng 2, phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Đô sinh năm 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú tỉnh Bình Dương về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng 29 tháng 1, bà Dê, tên chiếc Tắc, chủ tiệm vàng Kim Thịnh quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, mở cửa hàng, phát hiện tủ trưng bày có dấu hiệu bị trộm. Qua kiểm tra, bà Dê đã bị mất hơn 100 lượng vàng. Ban nghiệp vụ khuya 30 tháng 1 trinh sát phòng BC02 công an quận 12 công an của tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được nghi phạm Phạm Văn Nu ở tỉnh Bình Dương. Cám xét nơi ở của Nu, công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng. Tại công an, Nu thừa nhận hành vi của mình. Ngoài ra đối tượng còn khai gây ra thêm ít nhất 4 vụ đột nhập tiệm vàng ở các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở tỉnh Bình Dương. Tổng tài sản Nu trộm được có trị giá 20 tỷ đồng với mục đích mua đất ở tỉnh Tây Ninh và đầu tư xưởng cổ mua ô tô. Công an thông báo ai là nạn nhân của Nu tới công an thành phố Hồ Chí Minh tại đường Trần Hưng Đạo để trình báo phục vụ việc điều tra. Ngày 17 tháng 2, phòng cảnh sát hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với công an thành phố Thủ Đức truy xét bắt thủ phạm vụ trộm cắp 74 lượng vàng xảy ra tại chung cư Lexington thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Trước đó khoảng tháng 7 năm 2021, bà Châu 68 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, giao chìa khóa nhà chung cư Lexington số 65 đến 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, thành phố Thủ Đức cho nữ giúp việc để về quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế sáng ngày 3 tháng 2, chị Châu về lại thành phố Thủ Đức, kiểm tra thì phát hiện 47 lượng vàng bị mất nên trình báo công an. Công an thành phố Thủ Đức phối hợp với phòng BC02 nhanh chóng điều tra truy xét, mời làm việc với nữ giúp việc Nguyễn Thị Phân, 51 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang. Hiện công an đã thu hồi hơn 43 lượng vàng cùng hơn 51 triệu đồng và đang điều tra làm rõ vụ việc. Tiếng mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, những năm trở lại đây, Tình trạng quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên có chiều hướng gia tăng. Vấn đề này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy hại tới sức khỏe và cuộc sống tương lai của các em mà còn ảnh hưởng tới chất lượng dân số. Tại Việt Nam thực tế đang chứng kiến nhiều trẻ vị thành niên mang thai và thậm chí là sinh con ở tuổi 12, 13. Những thông tin sau đây khiến chúng ta không khỏi giật mình lo lắng, đau lòng, xót xa, thưa quý vị. Mới đây, một số phương tiện thông tin truyền thông đưa tin, một bé gái sinh năm 2010, tức là chỉ mới 13 tuổi, ở tỉnh Bắc Giang mang thai, sinh con trong nhà vệ sinh. Khi sự việc xảy ra, nữ sinh này cho biết từng có bạn trai và thường xuyên đi chơi đêm. Và khi thông tin này đang làm xôn xao dư luận thì một số báo lại đồng loạt đưa tin, một bé gái khác ở Phú Thọ cũng sinh con vào cuối năm 2022 khi chỉ mới 11 tuổi. Trước đó, năm 2011 cũng có một bé gái học sinh lớp 7 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sinh con tại nhà và tự cắt dây rốn cho con. Một cuộc khảo sát về hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO với hơn 7.700 học sinh tham gia đều từ lớp 8 đến lớp 12 cho thấy, tỷ lệ quan hệ tình dục trong học sinh giảm nhẹ, nhưng tỷ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019. Theo thống kê của Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cứ hai bà bầu đến bệnh viện thì có một người phá thai. Đặc biệt, tình trạng não phá thai ở trẻ vị thành niên đáng báo động. Nhiều em ở độ tuổi từ 13 đến 18 khi đến bác sĩ khám thì đã có thai lớn trên 12 tuần tuổi, khiến việc xử lý thai gây nguy hiểm cho tính mạng người mẹ. Ở Việt Nam nói riêng và một số nước phương Đông nói chung, giáo dục giới tính được coi là chủ đề nhạy cảm, chưa thực sự được thực hiện rộng rãi và phổ biến. Thậm chí nhiều phụ huynh còn cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện với con cái về vấn đề này. Do đó, nhiều cha mẹ vẫn né tránh khi còn hỏi, chuyện người lớn và giữ quan niệm dạy cho trẻ hiểu về tình dục là vẽ đường cho hưu chạy. Thế nhưng đã đến lúc chúng ta cần vẽ đường cho hưu chạy, nhưng phải vẽ đường cho hưu chạy đúng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý học lâm sàng trẻ em, chủ nhiệm khoa, các khoa học, giáo dục, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, hiện nay lứa tuổi chín mùi về mặt sinh học của trẻ đã khác so với trước đây. Nhiều trẻ 10 tuổi đã bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Bên cạnh đó, trẻ có thể dễ dàng tiếp cận những thông tin liên quan đến quan hệ tình dục trên các website đen. Thậm chí, phim ảnh tại Việt Nam cũng không dán nhãn lứa tuổi. Đây cũng là một kênh để trẻ tiếp xúc với những vấn đề quan hệ tình dục sớm. Chuyên gia Thành Nam nhận định, chúng ta đang giáo dục giới tính muộn, nhiều phụ huynh nghĩ rằng con mình còn quá nhỏ, mới chỉ 12-13 tuổi thì chưa cần giáo dục giới tính, chưa cần nói đến quan hệ tình dục. Nhưng những con số trong báo cáo nêu trên đã nói lên việc trẻ cần phải được giáo dục giới tính sớm hơn. Như vậy, các bậc cha mẹ không thể giữ quan niệm dạy cho trẻ hiểu về tình dục là vẽ đường cho hưu chạy. Bởi vấn đề giới tính và sức khỏe sinh sản là nhu cầu tự nhiên của con người, giống như một cái cây hàng ngày vẫn phải phát triển vì thế trong vấn đề giáo dục giới tính đừng lo ngại vẽ đường cho hưu chạy bởi thà vẽ đường cho hưu chạy đúng còn hơn để nó chạy sai chạy tán lạng rồi để lạc mất hưu có thể nói giáo dục giới tính cho trẻ là việc làm có ý nghĩa thiết thực không chỉ để trẻ biết tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể gặp phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mà giáo dục giới tính có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ dạy trẻ nhận biết giới tính và cách bảo vệ cơ thể tránh được các nguy cơ không bao giờ là quá sớm vì vậy cha mẹ không nên cấm đoán các em mà nên thẳng thắn cởi mở với con cha mẹ nên dạy con những biện pháp an toàn tình dục, kỹ năng cụ thể để con có kiến thức hiểu biết, từ đó lựa chọn và có trách nhiệm với chính bản thân mình. Dạ thưa quý vị, đến đây thì nội dung này của tiểu mục nóng trên mặt báo xin được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Tiểu mục Đông Tây Chuyển Động Thưa quý vị, Atiso được công dân Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng canh tác từ nhiều năm nay. Ngoài công dụng là chống oxy hóa, phòng ngừa ung thư, giải độc gan và cải thiện sức khỏe tiêu hóa, loài cây dược liệu này còn giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, hỗ trợ giảm cân, chữa thiếu máu, thiếu sắc và làm đẹp. Chính vì những công dụng đó mà sản phẩm được chế biến từ cây Atiso đã được công nhận là sản phẩm ô cốp từ 4 đến 5 sao ngay bây giờ mời quý vị cùng khám phá những mô hình trồng cây atiso và những giải pháp hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương mại các sản phẩm ô cốp nói chung atiso nói riêng giúp lan tỏa hương vị atiso đà lạt đến khắp mọi nơi thấy được tiềm năng mà cây atiso mang lại nhiều năm nay nhà nông phạm thị hà ở phường 7, thành phố đà lạt đã tập trung đầu tư trồng cây atiso theo quy trình canh tác bền vững, song song đó đưa vào sử dụng giống atiso siêu lá với quy trình đầu tư chăm sóc khoa học, bình quân mỗi năm vườn atiso rộng 2,8 hecta cho thu hàng chục tấn sản phẩm gồm lá, thân và rễ. Để giúp nông dân canh tác atiso hiệu quả, một số tác động ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp chuyên thu mua chế biến dược liệu trong tỉnh cũng đã được triển khai xuống cơ sở. Theo đó, ngoài việc hỗ trợ kỹ thuật canh tác, các doanh nghiệp đã nghiên cứu giống mới để giúp nông dân chủ động mùa vụ, nâng cao chất lượng nông sản với những nỗ lực của nông dân, doanh nghiệp cùng một số tác động của ngành chức năng địa phương, cây atiso ngày càng được đầu tư trúng mức. Đó là nền tảng để nhiều sản phẩm được chế biến từ loại dược liệu này như trà atiso túi lộc, cao nước atiso, cao mềm atiso được công nhận từ 4 đến 5 sao tỉnh lâm đồng được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển các loại cây dược liệu trong đó có cây atiso với nhiều hình thức liên kết sản xuất bà con nông dân và các doanh nghiệp lâm đồng đang từng bước nâng cao giá trị atiso góp phần mang lại thu nhập ổn định từ lâu thương hiệu cua năm căn tỉnh cà mau đã trở nên rất quen thuộc với rất nhiều người đặc biệt là với những người sành ăn hải sản nhưng có lẽ ít ai được tự tay bắt cua chế biến ngay tại chỗ và thưởng thức đúng không ạ vậy thì ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với cà mau để trải nghiệm bắt cua và chế biến cua năm căn một trải nghiệm chắc chắn là sẽ rất thú vị năm căn là địa danh gắn liền với những con sông cửa biển lớn ở cà mau như là bồ đề cửa lớn Hương phù sa của nước biển mặn đã tạo nên danh tiếng cho các loài thủy hải sản sinh sôi nảy nở trên vùng đất này, trong đó con cua là sản vật đặc trưng gắn bó với đời sống mưu sinh và cả văn hóa ẩm thực của cư dân. Theo kinh nghiệm dân gian và vòng đời sinh trưởng của con cua cho thấy, vào những thời điểm này, cua cái đã lên gạch, cua đực thì chất lượng thịt cũng như là trọng lượng đã ổn định. Cua là loài thủy sinh rất độc đáo, khi tới lứa trưởng thành thì tìm mọi cách ngược ra biển cho nên đánh bắt cua trước đây cũng có mùa, có hội. Người đặt lợp cua, con bự thì bắt, con nhỏ thì gạt lại xuống mương. Ông Trần Chí Luân ở huyện Nam Căng, tỉnh Cà Mau cho biết. Trong vô mình có cua, mình móc ngồi kiểu này. Chú, chú chú thường thường là sử dụng ta cá mồi và cá phi, cá mồi hay cá phi. Mà cá gì cũng được, mà thường, thường là cá phi phải có cá mình dễ mua mồi hơn. 20m, 15m đến 20 mét. Tùy theo lượng cua, nếu lượng cua mình cua mình trong vô mình thấy dày thì mình thấy dày chút cua có mấy loại cơ bản đó là cua đực hay còn gọi là cua y loại này thịt nhiều kích cỡ lớn cua yếm vuông nhỏ nhưng thịt cực ngon gạch cua cũng có đặc sắc riêng cua gạch thì có gạch son được gọi là vàng hội tụ hết tinh túy của con cua người sành ăn có nhiều lựa chọn theo món theo khẩu vị cua thì có thể làm được nhiều món người nào kỳ công một chút thì làm cua muối khác với tôm con cua không phơi khô được như tôm nhưng đặc biệt là ăn thấy ngon nhưng không chán ăn rồi lại muốn ăn nữa. So với cua của các vùng khác thì giá cua Nam Căn có cao hơn nhưng chất lượng xứng tiền. Ông Trần Chí Luân ở huyện Nam Căng, tỉnh Cà Mau cho biết thêm. Đúng rồi, cua đây đặc biệt là nó có cái cái, cái sức xứ cua là cua của mình là cua vừa gừng, cua thiên nhiên, vừa âu cua, cua gừng, cua, cua, gừng, cua, cua cung với gừng á, thì cua nó có nó cái năng sức hơn, chứ hơn cua có chất lượng hơn. Ừ. Cua biển chỉ có thương hiệu năm căn là cua có chất lượng. Một ngày rong rủi với hành trình bắt con cua năm căn, tận mắt thấy cái tâm và niềm vui của nông dân vào loại sản vật này thì mới vững lòng với nhịp bước của quê hương Cà Mau trên chặng đường phát triển. Cà Mau giàu đẹp vậy, ngoài con cua còn có con tôm, mực ong, ba khí muối và biết bao nhiêu sản vật độc đáo vang tiếng xa gần khác nữa. Nhưng nói gì thì nói, về Cà Mau mà chưa ăn cua năm căn thì coi như chuyến đi chưa trọn vẹn. Những ngày tháng 2 tại vùng biển gần bờ Hàm Tiến, Mũi Né, thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, ngư dân lại bận rộn với những mẻ lưới đầy rút tươi rói. Ruốc được thương lái thu mua dao động trên 10.000 đồng một ký, nên mỗi sáng nếu cào được hơn một tạ ruốc thì ngư dân có thể kiếm hơn 1 triệu đồng vâng ạ à, đến du lịch mũi né những ngày này thì du khách tắm biển cũng sẽ được xem ngư dân cào rút và mua rút tươi về chế biến để hiểu hơn về nghề cào rút độc đáo giúp người dân kiếm tiền triệu mỗi tháng thì chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây việc xác định vị trí nhiều rút dựa vào kinh nghiệm quan sát của ngư dân đặc biệt rút biển thường xuất hiện dày đặc vào lúc bình minh ở vùng nước nông dưới chân những con sóng dỗ người đi cào rút theo từng nhóm chia nhau đi quan sát mặt biển khi phát hiện khu vực nhiều ruốc thì gọi thông báo cho nhau đến cùng cao. Ông Nguyễn Giang Hùng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết. Thì nó vô mình gọi ra thấy nó nhảy mình ra biết cũng thôi. Cái bữa nào nó nhiều thì một lát thì có chỉ cả có, hai tả cũng có nữa. Ruốc còn có tên gọi là tép biển, có hình dạng như con tôm nhỏ nhưng lại có giá trị dinh dưỡng rất cao. Dụng cụ để đánh bắt ruốc là lưới. Khi gặp luồng ruốc hai người lội xuống biển, thả lưới, dây rút, rồi thu lưới, giác lên bờ, trái tấm bạc lên bờ biển, rồi vũ lưới cho ruốt đổ ra. Những con ruốt dớt ra khỏi biển vẫn tươi rói, lấp lánh một màu hồng tươi. Cứ như thế, mỗi buổi sáng, ngư dân có thể cào nhiều mẻ lưới và thu về từ một đến hai tạ ruốt tùy từng hôm. Ông Nguyễn Xuyên Linh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thì cho hay. Nếu mà con thì 10 000 à, còn bán khách thì vài chục. Và cái này là người, người ta làm mắm ruốc, ruốc, ruốc khô. Phát đổ thì Hàn Quốc nó thu về làm kim chi á. Ruốc được thương lái mua giá cao hay thấp tùy vào độ tươi và chất lượng con ruốc. Giá dao động trên 10.000 đồng một ký, nên mỗi sáng nếu cào được hơn một tạ ruốc thì ngư dân có thể kiếm hơn 1 triệu đồng tin quốc tế, quý vị thân mến, mỗi phụ nữ đều có nét đẹp riêng dù dáng vẻ bên ngoài của họ như thế nào đi nữa. Với quan điểm đó, một nhà thiết kế thời trang ở Iran đã mời những phụ nữ không may là nạn nhân của các vụ tạt axit để làm người mẫu thời trang. Mỗi năm ở Iran có không ít trường hợp phụ nữ bị chính các thành viên trong gia đình tấn công bằng axit vì muốn cô lập họ, không cho họ tham gia các hoạt động trong xã hội. Nhằm đấu tranh trước vấn nạn đó, nhà thiết kế thời trang Amen Hadem ở thủ đô Tehran đã mời nạn nhân của những vụ tạt axit làm người mẫu để giới thiệu các bộ sưu tập của mình. Bên cạnh đó, chị Amen Hadem còn giới thiệu những người mẫu đặc biệt này với nhiều nhà thiết kế thời trang khác để ngày càng nhân rộng dự án. Nhà thiết kế Amen Hadem cho biết, với dự án này, chị hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho nạn nhân của những vụ tạt axit, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng thưa quý vị một tác phẩm điêu khắc khuôn mặt người bằng cốm với những đường nét gây bất ngờ của johnson san một nhà điêu khắc đến từ hồng kông tác phẩm của san một mặt kết hợp tính hiện thực của các đặc điểm và mặt khác là những biến đổi siêu thực johnson san làm biến dạng khuôn mặt theo nhiều cách khác nhau vừa thú vị về sự khéo léo vừa khiến người xem sợ hãi và lo ngại cho sức khỏe tinh thần của nhà điêu khắc nhìn vào những tác phẩm điêu khắc mặt nạ của San, bạn như đang nhìn vào tiềm thức hay những cơn ác mộng của người nghệ sĩ. Những chất mơ như vậy chắc chắn bạn sẽ không muốn dướng vào bất kỳ trường hợp nào. Một số nhà phê bình tin rằng đôi mắt nhắm của những chiếc mặt nạ tượng trưng cho việc hướng nội vào tiềm thức của một người. Bản thân nghệ sĩ không bình luận về điều này để ngỏ câu trả lời. Các tác phẩm điều khác của San buộc người xem tự giải mã các mảnh ghép để cho cuộc đấu tranh nội tâm đầy cảm xúc giải thích thay tác giả. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển Đọc tiểu mục cà phê không đường với cảnh báo rối loạn tâm thần do bóng cười. Tiểu mục chuyện ngày mới, chuyện về chàng trai nặng lòng với sản phụ và trẻ sơ sinh. Tiểu mục cà phê không đường. Tiểu mục Cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một vấn nạn nhất nhối khác xảy ra trong giới trẻ, đó là sử dụng khí N2O hay còn gọi là bóng cười. Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo cảnh báo, nhưng tình trạng người trẻ sử dụng bóng cười ngày càng gia tăng. Đã có rất nhiều trường hợp phải nhập viện do ngộ độc cũng như là loạn thân do lạm dụng chất này. Câu chuyện được phản ánh qua phóng sự sau đây. Mới hơn 20 tuổi, nhưng bệnh nhân đã có trình 2 năm hút bóng cười liên tục. Do tính chất công việc phải tiếp xúc nhiều với bóng cười nên từ 1 đến 2 quả mỗi ngày anh đã sử dụng liên tục đến 50 quả mỗi ngày, bệnh nhân cho biết. Bóng cười thì nó làm cho mình kích phấn lên và nó tạo cảm giác nó gọi là nó cũng làm mình gọi là mất kiểm soát. Nó làm mình mình buồn thì mình cười. Đấy, khi sử dụng bóng cười. Với số lượng hàng chục quả mỗi ngày, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần khi nhập viện. Bệnh nhân nói thêm. Em hối hận khi sử dụng nó. Tác động là đến tê liệt hết chân tay, rồi đầu óc không được minh bẫn. Thị lực của mình mắt mũi, mình nhìn nó kém và cảm giác khó thở. Bác sĩ Đỗ Thị Quanh, trưởng khoa cai nghiện Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nói. Bệnh nhân vào vì ở tuyến dưới họ chuyển xuống khi bệnh nhân mất ngủ nhiều và có co giật, giật, chân giật tay rồi kêu đau mỏi nhiều chỗ, đau nôn nhiều thì đã được chuyển từ tuyến dưới lên với cái chẩn đoán là rối loạn tâm thần do sử dụng bóng cười. Một quả bóng cười có tác động lên thần kinh của người sử dụng khoảng 5 phút, người hút có cảm giác sảng khoái. Nhưng khi sử dụng trong thời gian dài, ảnh hưởng của nó không khác gì so với các chất gây nghiện đã có nhiều trường hợp được gia đình đưa đến khoa cai nghiện bệnh viện tâm thần trung ương 1 để cai nghiện bóng cười bác sĩ đỗ thị quanh trưởng khoa cai nghiện bệnh viện tâm thần trung ương 1 thông tin thêm đấy nguy cơ rất rõ ràng là 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 chưa kể như vừa nói rồi chưa kể là còn thiếu oxy thiếu oxy não luôn đấy nhiều cái đây cấp lập là như thế rồi là nặng nhất là họ họ sẽ cái, cái tổn thương về thần kinh nó sẽ đến trước rồi cả cái tâm thần tâm tâm thần được gây ảo liên tục như thế và bệnh nhân thoát khỏi thực tại tức là sống con lại liên tục bị ảo như thế rất là nguy hiểm. Còn tại Bệnh viện Bạch Mai trong 5 năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân điều trị tình trạng ngộ độc liên quan đến bóng cười ngày càng tăng, thậm chí ngày nào cũng có ca bệnh đang được điều trị tại bệnh viện. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần phải đưa chất khí này vào danh mục kiểm soát và là các chất cấm sử dụng cho mục đích giải trí. Đó là những hóa chất có thể xếp vào diện ma túy phải kiểm soát rất chặt chẽ. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết phải cấm cấm sử dụng trên người vì mục đích giải trí không được dùng để giải trí không được dùng để tác động đến thần kinh tâm thần mà không phải chuyên môn đặc hiệu của y tế Hầu hết người trẻ hít bóng cười vì tò mò, thích cảm giác hưng phấn ảo, lân lân và cho rằng không nguy hiểm như thuốc lắc hay ma túy. Tuy nhiên, khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều. Người chung có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Thực tế thì có nhiều lý do để người trẻ biện minh cho việc sử dụng bóng cười, có thể do trầm cảm, rối loạn tâm lý trước đó hoặc là do sử dụng tiên phát dẫn đến rối loạn tâm thần. Người trẻ cần nhận thức về tác hại của bóng cười, từ đó tìm phương pháp để dứt bỏ sự phụ thuộc độc hại này. Tin nóng. Và ngay sau đây là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Quốc, sinh năm 2002, ngụ thị xã Trảng Bàng, để điều tra về hành vi giết người. Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 16 tháng 2, chị TC, Tê tên độc tắc, sinh năm 1984, ngụ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, đang nằm võng ở hiên nhà, thì con trai là Nguyễn Hữu Quốc đến nói chuyện. Nhưng xảy ra cãi vã do chị C la mắng Quốc sử dụng ma túy. Lúc này, Quốc bất ngờ kéo ngã mẹ từ võng xuống nền nhà chưa dừng lại khi chị c vừa ngồi dậy thì bị quốc dùng cây sắt đánh vào đầu dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục xuống tử vong tại chỗ đến chiều cùng ngày chồng chị c là cha ruột của quốc đi làm về thì phát hiện vợ đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khống chế bắt giữ quốc để điều tra tại thời điểm bị bắt giữ đối tượng liên tục la hét chống đối với nhiều biểu hiện lạ nghi bị ngáo đá cũng tại Tây Ninh, mới đây nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện đối tượng đang tàn trữ trái phép súng đạn tại quán cà phê Phong Lan thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh. Lực lượng công an đã bất ngờ ập vào quán cà phê, khống chế bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trường, sinh năm 2000. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong người đối tượng có một khẩu súng và 6 viên đạn chì. Trường khai nhận đã đặt mua khẩu súng và số đạn trên qua mạng xã hội và dùng để phòng thân hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Công an thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thuần, sinh năm 1984, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra trước đó, ngày 11 tháng 2, Tổ công tác Y13 trên 141, Công an thành phố Hà Nội, làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 131, thuộc thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn đã tiến hành dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 30H83575 do Nguyễn Văn Thuần điều khiển. Quá trình kiểm tra, tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,028mg trên một lít khí thở. Đáng chú ý, tài xế đã có hành vi lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế đối tượng, bàn giao cho công an thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắc cho biết thanh tra giao thông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hào Phúc, trụ sở thị trấn Buôn Trắp, huyện Rông Ana, tỉnh Đắk Lắc, với số tiền 11 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng phù hiệu cấp cho xe ô tô biển kiểm soát 47B-02066 với thời gian 60 ngày. Trước đó, ngày 29 tháng 1, xe khách dường nằm của nhà xe Tuấn Anh dược ẩu trên tuyến quốc lộ 14C, đoạn qua huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông, và ép người đàn ông đi xe máy té ngã, suýt mất mạng. Tại buổi làm việc, ông Lương Văn Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hào Phúc cho biết, qua kiểm tra xác định, xe mang biển kiểm soát 47B-02066 vào ngày 29 tháng 1 có chạy từ bến xe Rông Anna đi bến xe miền Đông. Hôm đó, tổ lái xe gồm có 3 người, trong đó tài xế Võ Thanh Thoại là người điều khiển xe. Công ty đã buộc thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với lái xe Võ Thanh Thoại kể từ ngày 9 tháng 2. Lý do, lái xe Thoại đã vi phạm đạo đức người lái xe và làm trái quy định của công ty về việc chấp hành lái xe đi đúng hành trình trên tuyến, gây hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị, tình trạng trộm chó manh động khiến cho nhiều người dân vô cùng bất an phát hiện chó thả rông, nhiều đối tượng đã hành nghề vào ban đêm, thậm chí là vào ban ngày với nhiều phương thức khác nhau. Trong đó, đánh bả và chích điện là những phương pháp mà nhiều đối tượng chuyên nghiệp sử dụng. Điển hình như các tình huống sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe. Vào lúc rạng sáng tại khu dân cư ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, có một đối tượng chạy xe máy, phía sau có chở theo giỏ đồ đi ngang đã quăng bả. Một con chó đã ăn trúng và lăn ra nằm xuống đất. Sau đó đối tượng đã chạy xe tới và đập mạnh vào con chó. Một hành vi bất nhân tính gây phẫn nộ cho người dân. Trong một vụ trộm chó khác xảy ra tại khu vực thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến cho nhiều người vô cùng bức xúc. Đoạn clip camera an ninh ghi lại được, một chiếc xe ô tô dừng lại khi phát hiện chó nhà dân thả rông ở trước nhà. Đối tượng ngồi sau xe ô tô đã chỉa súng, bắn hạ gục con chó và nhanh chóng tẩu thoát. Để giảm thiểu rủi ro do trộm chó, người dân cần hạn chế thả rong chó bên ngoài, đặc biệt là ban đêm. Và thưa quý vị, không chỉ có trộm chó xảy ra liên tục khiến người bức xúc, mà tình trạng trộm xe cũng là vấn đề nóng không kém. Mặc dù có những chủ xe gặp may mắn khi bị các đối tượng trộm xe bất thành, nhưng đây cũng là lời nhắc nhở mọi người không nên xem nhẹ việc chống trộm cho xe của mình trước khi mọi thứ quá trễ những tình huống ghi lại những vụ trộm xe bất thành đã khuyến cáo mọi người cần cẩn trọng tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai mặc dù trường đông và có nhiều người qua lại nhưng khi phát hiện trước ngôi nhà có nhiều xe dựng mà không ai trông coi một đối tượng mặc đồ xe ôm chở theo đồng bọn ngồi sau dừng lại một tên xuống tiếp cận xe bẻ khóa nhưng không lấy được trước khi bỏ đi tên này còn lấy trộm cây nón bảo hiểm trên xe trong khi đó tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, hai đối tượng trộm cắp phát hiện nhiều xe để nhưng lại quá hớ hình. Sau khi quan sát, một tên xuống xe tính bẻ khóa nhưng mọi người đã phát hiện và đi ra khiến ý đồ của tên trộm bất thành. Tiểu mục chuyện ngày mới. Kính thưa quý vị, với mong muốn giúp đỡ cho trẻ em sơ sinh và sản phụ khó khăn, anh Phan Thông Hưng, ngụ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã nảy ra ý tưởng lập nên quỹ tả sữa không đồng và triển khai thực hiện. Và hơn 2 năm qua, quỹ tả sữa không đồng của Hưng và nhóm của mình đã trở thành cầu nối kêu gọi sữa bịch tả cho trẻ em sơ sinh và hỗ trợ cho nhiều sản phụ, mẹ đơn thân khó khăn, vượt cạn thành công ở địa phương và các tỉnh lân cận. Đây cũng là câu chuyện ý nghĩa mà chúng tôi muốn gửi đến quý thính giả trong tiểu mục Chuyện ngày mới hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cũng là người có con nhỏ, anh Phan Thông Hưng cảm thấy đồng cảm khi chứng kiến nhiều trường hợp khó khăn, không có tiền đến bệnh viện sinh con, thậm chí có những hoàn cảnh khó khăn mà một hộp sữa cũng không thể mua được. Năm 2019, anh Hưng bắt đầu khởi xướng việc hỗ trợ sản phụ, trẻ sơ sinh. Đầu năm 2020, anh thành lập quỹ tả sữa không đồng, làm cầu nối, hỗ trợ những trường hợp cấp bách như sản phụ sắp sinh mà không có tiền đóng viện phí, các bé mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền điều trị. Anh Phan Thông Hưng ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết. Thường thì xã thành phố Cần Thơ và các vùng lân cận, ví dụ như Hội Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, những cái vùng mà mình có thể là mình dành cái thời gian trong ngày của mình. Ví dụ có thể là 2-3 tiếng, có thể là mình chạy tới, chạy luôn, mình giúp đỡ cho họ, mình xác minh được. Còn đối với những cái hoàn cảnh là quá xa có liên hệ với các hội ở dưới thì mình mới nhờ họ xác minh Ví dụ như là mình hỏi thông tin là bé cần gì tả sữa gì thì mình sẽ mua cái loại đó mình gửi xuống tận nơi cho người ta Phần lớn tiền quỹ tả sữa không đồng do anh Hưng cùng các thành viên trong nhóm tự bỏ tiền túi để duy trì giúp đỡ các hoàn cảnh. Nhiều bạn bè, người thân của anh Hưng cùng một số nhà hảo tâm cũng thường xuyên đóng góp. Ngoài ra, nhiều người khi biết đến việc làm ý nghĩa của anh Hưng cũng đã chủ động gửi tặng tả sữa. Anh Phan Thông Hưng ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết thêm. Mình ưu tiên là gửi đúng cái loại sữa hoặc là mình ưu tiên là cho đúng cái bịch sữa và cái bịch hộp sữa và cái bịch tả đó cho cái bé luôn. Tại vì cái đó mình muốn là mình giúp bé và giảm tải đi cái gánh nặng kinh tế cho gia đình. Chỉ biết là ví dụ như hoàn cảnh nó khó khăn thì mình sẽ cố gắng mình giúp trong hoàn cảnh của mình thôi. Là một trong những sản phụ được anh Hưng giúp đỡ chị Đoàn Huyền Trân, 30 tuổi, trong thời gian mang thai tháng thứ hai thì chồng đột ngột qua đời do tai nạn lao động. Một mình chị vừa chăm sóc mẹ già, vừa nuôi dạy đứa con đầu lòng 3 tuổi nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ anh Hưng và các nhà hảo tâm, chị đã vượt cạn thành công và có tiền trang trải lúc khó khăn. Chị Đoàn Huyền Trân ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết. Anh Hưng thì giúp đỡ nhiều lắm rồi từ lúc mà con em bé nó còn trong bụng là chứ không phải là riêng gì hôm nay từ chi phí sanh đẻ rồi sửa sùng rồi tả quần áo nói chung là các thứ đều là do anh hưng cũng như cùng các mạnh thường quân khác giúp đỡ thì em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều anh phan thông hưng ở phường an hòa quận ninh kiều thành phố cần thơ chia sẻ vui nhất là mình nhận lại được cái nụ cười của họ cảm giác là những đứa nhỏ trong cái một cái buổi tối đó nó có thể ngủ no bụng được nó không có bị đói nó không có khóc giữa đêm mà vì những cái cơn đói mình suy nghĩ tới những cái việc đó không mình cảm giác như là mình đã gọi là cái cái thành quả của mình đã làm được rồi mình tự vui ở trong lòng như vậy thôi không dừng lại ở đó anh Hưng và các thành viên trong nhóm còn kêu gọi hỗ trợ tiền cho các bệnh nhân khó khăn hay chạy xe không đồng chở bệnh nhân nghèo đến bệnh viện thăm khám và điều trị bệnh từ tấm lòng ấm áp và chung tay sẻ chia của anh Hưng và các thành viên đã thắp lên ngọn lửa ấm áp yêu thương giữa người với người để bất cứ ai cũng cảm nhận được rằng tình người luôn ở đó để giúp nhau từ những việc nhỏ nhất. Những hộp sữa, bịch tả tuy nhỏ nhưng thông qua việc làm của anh Hưng nó lại trở nên đẹp và ý nghĩa hơn bao giờ hết vâng ạ à, và hy vọng là thông qua câu chuyện ngày hôm nay thì những gia đình nào đang dư tả sữa mà không biết làm gì thì có thể gửi đến cho nhóm của anh Hưng để trao cho những hoàn cảnh cần đến chúng và câu chuyện ý nghĩa của anh Phan Thông Hưng cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay một lần nữa Tuyết Vân và Như Thảo xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.